Năm học 2016-2017, nhà trường có tổng số 24 cán bộ giáo viên và 319 học sinh, tập thể luôn đoàn kết trong công tác phấn đấu dạy và học, đặc biệt thực hiện có hiệu quả mô hình thư viện thân thiện, thư viện xanh. Mô hình thư viện thân thiện được hình thành trong 3 năm qua đã và đang phát huy tác dụng trong việc thu hút cán bộ, giáo viên và học sinh đến với thư viện nhà trường. Bởi lẽ không có sách thì không có tri thức, không có tri thức thì không có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Với nhà trường, sách báo có ý nghĩa rất quan trọng vì nó là người bạn gần gũi nhất, là học liệu cần thiết nhất của người thầy và học trò. Học sinh cần có sách để học, giáo viên cần có sách để dạy và bồi dưỡng nâng cao chuyên môn. Hiểu rõ vấn đề này, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã bắt tay xây dựng mô hình thư viện thân thiện nhằm giúp cho giáo viên và học sinh tiếp cận sách báo được nhiều hơn, giúp các em bổ sung kiến thức tốt hơn. Nhà trường có đầy đủ các loại sách báo tài liệu như sách pháp luật, sách giáo khoa, sách giáo viên v.v. Đặc biệt là truyện tranh, phục vụ cho các em học sinh khám phá thế giới cổ tích qua từng câu chuyện. Bên cạnh mô hình thư viện thân thiện thì mô hình thư viện xanh, thư viện các lớp cũng được nhà trường quan tâm và triển khai. Mô hình thư viện xanh được coi là người bạn thân thiết nhất ở mái trường mến yêu. Từ khi xây dựng đến nay, kết quả thi đua của toàn trường được nâng lên rõ rệt. Trong cuộc vận động xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, hàng trăm câu chuyện cổ tích, hàng ngàn cuốn sách hay dưới mô hình thư viện xanh, nơi sân trường đã trở thành một kho tàng tri thức, mang đến cho các em học sinh một khu vườn đầy màu sắc, hướng tới giá trị đích thực và chân thiện mỹ. Thư viện xanh, một khu vườn cổ tích giữa sân trường tiểu học Xuân Hương, đã và đang trở thành một địa điểm lý tưởng cho các em học sinh. Nơi đây được coi là môi trường tốt cho các em học sinh hướng tới tinh thần tự giác học tập thoải mái, tự giác rèn luyện, đồng thời góp phần bồi đắp tâm hồn trong sáng hướng thiện cho lứa tuổi thiếu niên và nhiều ước mơ hoài bão hướng tới tương lai tươi sáng. Ngoài mô hình thư viện thân thiện, thư viện xanh thì thư viện các lớp cũng được nhà trường chú trọng. Thư viện các lớp rất đơn giản, chỉ là một tủ sách nhỏ hay một giá sách được bố trí để ngay trong lớp học, với mục đích giúp học sinh hình thành thói quen đọc sách, dễ dàng tiếp cận những thông tin, tìm kiếm những kiến thức sau những giờ học căng thẳng. Trong tủ sách, các cuốn sách, những quyển truyện, tờ báo được các em sắp xếp ngay ngắn gọn gàng theo từng thể loại như sách, truyện, truyện tranh, báo v.v. Thư viện góc lớp còn là nơi để các em khám phá kho tàng tri thức vô tận của cả thế giới. Để xây dựng một môi trường giáo dục chất lượng ngày một nâng cao và hoàn thiện, sự kết hợp của những mô hình thư viện thân thiện, thư viện xanh, thư viện góc lớp là một trong những bộ phận góp phần đảm bảo chất lượng giáo dục. Tổ chức tốt các hoạt động của thư viện chính là nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Mà ở đó, không gian đọc đa dạng thân thiện mang lại cho các em học sinh nhiều lợi ích. Ngoài mục đích đọc sách, thư viện còn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các em phát triển tiềm năng của mình một cách toàn diện. Đó là không gian học tập đa chức năng với các góc hoạt động khác nhau như góc đọc, góc viết, góc nghệ thuật, góc văn hóa địa phương, giúp cho các em đến với thư viện với niềm hăng say và hứng thú trong quá trình đọc sách, tạo khí thế giúp cho học sinh mỗi ngày đến trường là một ngày vui.